chim nghệ sĩ khoe khoang đón em đua nhau hòa đàn. Wow. Một tràng vỗ tay dành cho cô ấy nào các bạn. Quan Thiên hai họ. Dạ vâng ạ. À, tối hôm nay em là vợ anh đúng không ạ? Em chào anh MC. Em xin chào tất cả quý vị khán giả. Lời đầu tiên cho phép vợ chồng Ngọc Thúy và Đại Nghĩa xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị. Trời. Dạ. Đến giờ em mới biết vợ em tên Ngọc Thúy. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là thời gian để cho chúng ta bình chọn cho tiếng hát của Ngọc Thúy. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và xin chào Ngọc Thúy, bạn hãy chia sẻ nhiều hơn về bản thân cho chúng tôi được biết nhé. Vâng ạ, Ngọc Thúy là ca sĩ và hiện tại thì Ngọc Thúy có kinh doanh riêng về mảng chăm sóc sức khỏe và chăm sóc tinh thần. Anh hỏi thiệt nha. Bởi vì thật ra nếu như mà em được song ca cùng với một trong ba cái người còn lại ngồi trên kia thì anh nghĩ là có thể cái bài hát này sẽ còn hay hơn nữa. Em hát với anh cái bài này thì chắc có lẽ là nó cũng sẽ không có được giống như là em mong muốn đúng không? Dạ, nếu mà cho em được lựa chọn á thì em vẫn chọn chồng em, Đại Nghĩa. Dạ?
Cảm ơn em. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời. Khanh xin mời Tuấn Nghĩa. Ca khúc này đối với Nghĩa rất là dễ thương. Anh Đại Nghĩa cứ tự nói là chọn bất cứ ai ở đây cũng hay hơn anh Đại Nghĩa. Thế nhưng mà em nghĩ là không có ai lên trên đó và trình bày ca khúc này cùng Ngọc Thúy hay bằng anh đâu. Ngoài một cái giọng hát trời phú cho một cái người nghệ sĩ thì cái gương mặt và cái nét mặt nó vô cùng quan trọng, thì Thúy đang là cái người sở hữu một nụ cười rất tươi sáng và đôi mắt biết cười. Nên là thành ra cái phần khi mà Nghĩa có thấy rằng là cái việc mà mình biểu diễn giao đãi với anh Nghĩa trong cái bài này đối với Thúy nó là một cái điều rất đơn giản. Và hai người ăn xăm ăn nhập với nhau giống như kiểu đã từng tập với nhau từ trước đây rồi. Bạn vừa giống một người ca sĩ, vừa giống một người diễn viên trên cái sân khấu với cái tiết mục này nha. Nó đã cả phần tai, nó đã luôn cả phần nhìn với Hải Yến. Nên là chúc mừng Thúy ngày hôm nay. Và vẫn lại là cái câu đó, không ai có thể hát hợp với Thúy hơn anh Nghĩa ngày hôm nay. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời. Và một lần nữa cảm ơn anh Đại Nghĩa vì đã hỗ trợ hết mình cho Ngọc Thúy tả sáng trong tiết mục này. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca cùng anh Quốc Đại. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Vâng, chào anh. Cho phép Thanh Tùng xin được gửi lời chào tới bốn anh chị trong chương trình, toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay, cũng như toàn thể quý vị đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Và em đến từ quê hương lúa Thái Bình. Xin chào Thanh Tùng. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của chị Khánh Ngọc. Trời ơi, cho sẵn chớn cho chị nói luôn, chị không nghĩ là một người giọng Bắc mà hát được dân ca cho miền Nam nó ngọt đến như vậy. Và khi mà bạn lên mà những cái luyến đó, nó chín mà nó đủ nốt, mà luyến chỗ nó hay dễ sợ, nó có những cái nấc riêng của dòng nhạc dân ca chỗ bạn hát chỗ mà nghe mà mình say mê đó. Chị với em ngồi ở dưới mà nghe rất là say mê, và khi mà vừa kết thúc xong ca khúc chị phải đứng lên, bởi vì đó là một cái sự phải nói là ngưỡng mộ của chị, khi mà cái sự kết hợp giữa hai người nó hơn cả cái sự hay nữa. Em cảm ơn. Quá hay, quá tuyệt vời ạ. Dạ, cảm ơn chị Khánh Ngọc. Không biết Duyên Quỳnh bạn nghĩ sao? Để mà hát được bài hát này mà chạm được tới trái tim của người nghe, em nghĩ là cần phải là một nội công rất là thâm hậu thì mới có thể truyền tải được hết cảm xúc bài này. Nhưng mà hai người quá tuyệt vời, em không biết nói gì hơn nữa, quá hay. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Hồ Trung Dũng. Tùng, hát dân ca Nam Bộ thì không nói rồi, nhưng mà em mang một cái màu rất là riêng vào trong cái bài này. Em xử lý khác với anh Đại, nhưng mà không biết sao anh cảm giác đúng là hai anh em với hai cá tính trong một ngôi nhà. Anh hình dung được cái cảnh trong nhà luôn, và nó làm cho anh là xém khóc mấy lần. Thật sự là như vậy. Bài hát này là bài mà anh mê từ nhỏ nữa, cho nên khi nghe bài hát này, nghe được hai người kể chuyện chứ không còn là hát nữa. Quý vị thân mến, như vậy là người chơi thứ 8 đã lộ diện. Và bây giờ Khanh mời quý vị, chúng ta sẽ giải lao trong ít phút. Trước khi quay trở lại chương trình, Khanh sẽ công bố cho quý vị biết kết quả bình chọn của khán giả tại trường quay dành cho các người chơi. Một màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng, một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang vu, một màu nâu nâu, một màu tím tím, màu nâu tím mắt em tôi ơi đẹp dịu dàng. Xin chào tất cả quý vị có mặt tại sân khấu, chào mọi người. Tuyệt vời thưa quý vị.
Và mặc dù đây là bài hát song ca, nhưng quý vị khán giả tại trường quay sẽ chỉ bình chọn dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi. Nếu như chọn sẽ bấm phím A, không chọn thì bấm phím B. Xin mời. Hey. Rồi cùng đến giờ ra ngày xưa đi em một giọt sầu ly biệt cho ta về trong nỗi nhớ buồn tênh xin đừng cho ta tượng cung lu mờ đêm đứng đó ta ngồi nghe gió hú trong âm vang vang dậy dòng sông giọt sầu ly biệt cho ta về trong nỗi nhớ buồn tênh xin đừng cho ta thêm một lời nào thắm thiết bởi sóng dài ta còn mãi lênh đênh giây dành cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca với anh Minh Luân. Thời gian bắt đầu. Mọi người ơi nhớ bấm A nha. A nha. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này sau khi 8 tiết mục song ca giữa người chơi và khách mời kết thúc. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Em chào anh Khanh. Em xin chào anh Minh Luân. Xin chào ba vị khách mời còn lại. Các bạn trong trường quay cũng như quý vị khán giả đang ra xem màn ảnh nhỏ. Em xin tự giới thiệu, em tên Châu Văn Tuấn. Em đến từ quê hương Sóc Trăng miền Tây. Xin chào Châu Văn Tuấn. Tuấn có phải ca sĩ không? Dạ, em là nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng. Em rất là đam mê âm nhạc và em xin tiết lộ thông tin với mọi người. Em cũng là một nhạc công, em chơi organ trong phòng trà. Thì em chơi đàn thì cũng tầm khoảng 12 năm. Đó.
Thì ít ra thì cũng phải có liên quan gì tới âm nhạc. Bây giờ cho Yến hỏi đi anh Tuấn ơi, rồi bây giờ năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 32 tuổi ạ. 32 tuổi, em biết ông nó quá nhiều thứ nó bổ trợ cộng lại với nhau. Đầu tiên là gì? Mê âm nhạc. Cái thứ hai là chơi đàn 12 năm cộng 32 tuổi. Gộp vào trời ơi cái tiếng hát gì mà nó tình, nó sâu, nó đậm đặc, nó kéo. Mãi kéo lắm phải không? Giọng mãi keo là đây nè. Mãi keo luôn đó. Giọng hát mà vừa cất lên một phát là cả em cả chị cùng bật ngửa ra đằng sau ghế luôn. Đáng lý là bài này nghe là phải say đúng không? Nhưng mà không. Say xong mà nghe giọng này là chỉ có muốn tỉnh để nghe tiếp thôi. Và bạn thực sự như kiểu sinh ra là để hát cái dòng nhạc này, bởi vì cái màu giọng của bạn ấy nó vô cùng đặc biệt. Và đặc biệt là ở cái thời điểm này để có một cái màu giọng như thế này nó là một cái sự vô cùng hiếm có nha. Cái giọng hát của Tuấn rất là hay, rất là có chiều sâu, nó mùi lắm. Đó, và cái bài hát vừa rồi cũng rất là hợp Tuấn luôn. Được cái sự phối hợp của anh Luân nữa. Anh Luân cũng rất là cố gắng để cho hai anh em có một cái màn song ca ăn ý. Và để bật lên được cái tinh thần của bài hát là cái sự mùi mẫn. Thiên cảm giác rất là thú vị trong bài hát vừa rồi. Em xin cảm ơn Quốc Thiên. Tuấn Nghĩa ơi, bạn có say bởi tiết mục này không? Mình nói lúc nãy với chị Yến rồi là chỉ cần bạn Tuấn bạn ấy cất giọng lên là cả Nghĩa và cả chị Yến đều bật ngửa ra đằng sau luôn. Và em thấy anh rất thành công ở trong tiết mục này. Cảm ơn chia sẻ của Tuấn Nghĩa. Một lần nữa hãy gửi một lời chúc đến cho Châu Văn Tuấn. Khanh hy vọng tiếng hát này sẽ ngày càng đến gần hơn với tất cả chúng ta. Tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ em xin chào tất cả các khách mời ngồi đây ạ. Em xin chào các khán giả ở trường quay cũng như đang theo dõi chương trình. Em tên là Khánh Huyền ạ. Xin chào Khánh Huyền, bạn đến từ đâu? Dạ em đến từ Hà Nội ạ. Hiện tại đến bây giờ em là ca sĩ tự do ạ. Ngày hôm nay bạn cảm thấy như thế nào khi được song ca với anh Quang Hà? Dạ đây là lần đầu tiên em song ca. Cũng hơi run ạ. Có hạnh phúc không nào? Dạ rất là hạnh phúc. Tại vì Khánh cảm thấy anh Quang Hà thật sự hỗ trợ cho bạn trong tiết mục này.
vì mình là cái người bổ trợ mà, thế nên thôi thì mình chấp nhận cái vai trò là thôi hát lép vế một chút xíu và đưa tất cả những câu hát hay nhất, những quãng đẹp nhất cho Khánh Huyền. Còn bản thân Hà thì Hà nghĩ rằng là Khánh Huyền là một ca sĩ trẻ, một cái giọng hát cũng khá là nội lực, thế nhưng mà đôi khi lên sân khấu còn hơi rụt rè một chút xíu. Cảm ơn chia sẻ của anh Quang Hà rất nhiều. Chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Nguyễn Văn Trung. Anh thấy thì giọng của Huyền rất là quyện với lại giọng của anh Quang Hà, bởi vì cái màu giọng và cái phong cách hát, cái cách nhả chữ hay làm cái bài hát đó, nó gắn kết với nhau. Nhưng mà anh muốn là trong cái bài hát này, từ cái nội dung đến cái tiết tấu của nó, là nó phải cho người ta cảm thấy được cái sự đê mê, cái sự say mê trong đó. Anh tiếc là hồi nãy Huyền ở trong đó nên Huyền không có thấy được cái phản ứng mà Quỳnh đã tạo ra với lại cái bạn trai số 2 á. Nó say mê lắm. Không, nhưng mà anh phải thông cảm là tại vì Huyền có nói là đây là lần đầu tiên Huyền song ca luôn. Lần đầu tiên. Đó. Cho không nên... sao em, dạ. Lần đầu tiên thì không sao. Ngoài lý do đó ra thì còn áp lực nào khác không? Khánh Huyền. Sợ đứng trước mọi người thì em cũng... Bạn không thể nở một nụ cười tươi như thế hoài được đâu. Cười là có nhiều anh chết mê chết mệt đấy. Điển hình như anh Nguyễn Hoàng Duy. Ấy chết anh. Vợ anh hay xem chương trình, vợ anh thấy là anh lại bị cấm túc không có được cho tiền ăn sáng đấy. Nghiêm túc mà nói thì anh rất là thích giọng của Huyền. Hôm nay anh có cảm giác Huyền hơi bị nhát. Giá như mà em mạnh dạn em song lên một phát là cả hai người song ca thì rất là hay. Vì anh cảm thấy là bên trong em cái nội lực nó vẫn còn rất là nhiều. Và có những lúc khoảnh khắc thôi, có những khoảnh khắc đâu đó em quên mất rằng là tất cả mọi thứ em gạt bỏ hết thì em hát những cái đoạn đó rất là hay. Hoặc có thể đây không phải là sở trường của Khánh Huyền. Dạ, đúng rồi. Trong số 8 bài hát bạn phải tập thì đây có phải là ca khúc nặng nhất không? Dạ, thật ra thì trong 8 ca khúc mà em tập thì em có thích ca khúc Chiếc Khăn Gió Ấm hơn ạ. Và bạn mong muốn được diễn bài đó nhất. Hai người rụt rè là hợp rồi. Chắc chắn là của nhạc sĩ rồi. Bây giờ bạn hát tặng anh Nguyễn Văn Trung một câu đi nào. Anh cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi bé lá, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin và tình yêu hai chúng ta. Trời, em thấy anh Trung anh ấm toát mồ hôi luôn nè anh. Trung hôm nay có mang theo cái khăn nào không? Anh giống như là một cục đá lạnh. Nếu mà anh và Hà là một nhóm lửa thì anh là một cục đá lạnh mà em đã làm anh tan chảy luôn. Và anh có ước gì hồi nãy không? Là mình đã bấm với lại Khánh Huyền để mình cùng song ca bài này. Không, tại anh chưa tới lượt đó. Anh xui thôi. Vâng ạ, một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay cho cô gái Khánh Huyền. Đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.
xuân cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Như chưa từng có những phút lìa xa, dấu khuôn mặt trên vai anh gấp hoa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng, xuân cùng đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Xuân cùng đời anh không quên chân tình dành hết. Quý vị, bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. 10 giây của quý vị, xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào anh. Lần đầu tiên cho phép Ngọc Vũ xin được gửi lời chào tới bốn quý vị khách mời, tất cả quý vị khán giả trong trường quay, và lãnh đạo Bạch Công Khanh, cũng như tất cả quý vị đang xem chương trình Song Ca Giấu Mặt. Xin chào anh Ngọc Vũ. Có lẽ là một lời chào đặc biệt tới anh Hồ Trung Dũng, bởi vì là chắc là anh không còn nhớ đâu. Cách đây khoảng chừng 10 năm rồi là Ngọc Vũ đã từng được song ca với anh một lần, ngày 31 tháng Giêng năm 2013. Ăn bài. Ôi đẹp quá. Thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi ở vị trí mà anh Quốc Đại lựa chọn. 10 giây dành cho quý vị. Bắt đầu. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật kết quả này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện và làm quen với cô gái rất là nhẹ nhàng, xinh xắn đang đứng cạnh Khanh đây. Xin chào bạn. Dạ, con xin chào tất cả mọi người. Con xin chào. Khi đôi nắng hừng, ôi tóc bạc tựa trăng soi, cả cuộc đời và cả một đời đôi chân trần. Oh,
làm tốt cái vai trò của mình. Nhưng mà máu lửa nha, xin lỗi là mình phải học hỏi ở anh rất là nhiều. Dạ vâng ạ, rất là tuyệt vời. Và đây cũng là tiết mục cuối cùng sau khi chúng ta đã thấy 8 người chơi lộ diện. Tình ái. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi. 10 giây dành cho quý vị khán giả tại trường quay. Bắt đầu. Thời gian đã hết. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Dạ, em chào anh và chào tất cả quý vị khán giả đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Lần đầu tiên cho phép Phát Anh Quân xin được gửi tới tất cả quý vị đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay lời kính chúc sức khỏe cũng như lời chào thân thương nhất. Xin chào Phan Anh Quân. Hồng Gấm cảm thấy như thế nào khi hát chung với Phan Anh Quân? Dạ, em thấy ở đây có quá trời lâu đài tình ái luôn. Đúng ý của em rồi đúng không? Không biết cảm giác của ba khách mời ngồi phía dưới như thế nào? Cả hai làm nên một bản tình ca rất là ngọt ngào. Mong rằng lâu đài này không xây trên cát ha. Với những cái bài hát này chúng có một cái cảm xúc rất là đặc biệt.
Và khi mà thấy một cái cặp đôi mà đẹp như thế hát, nó làm cho mình rất là sướng. Cảm ơn các bạn vì những gì các bạn đã mang đến cho khán giả hôm nay. Cảm ơn chia sẻ của anh Hamlet. Tiếp theo Khanh muốn nghe chia sẻ của anh Kyle. Kyle đã từng nghe bài hát này rất là nhiều rồi. Hầu như là đi đâu, đám cưới nào người ta cũng hát bài này. Quá nhiều mà, phiên bản đúng không anh? Đúng rồi, nhưng mà hôm nay là Kyle thấy là với cái sự kết hợp của hai người, là Kyle thấy đó là một cái bài hát giống như mình được nghe lần đầu tiên á. Tại vì hai người đã ăn ý và kết hợp quá tuyệt vời. Cảm ơn chia sẻ của anh Kyle. Thế còn Hoàng Bách thì sao? Thực sự đây là một cái giọng hát rất là đẹp, hát chắc chắn. Tất nhiên khi hát với Gấm thì yên tâm rồi, hai bạn hát đều rất là chắc chắn. Cho Khanh hỏi cảm xúc của Hồng Gấm và Phan Anh Quân luôn, lần đầu tiên mình hát với nhau, nó như thế nào? Em cứ nghĩ rằng là bài này thì em phải song ca với một ai đó là nam, tại vì cái tông nó quá là cao. Giọng chị Gấm thật tuyệt vời quá. Lời cùng em lần cuối.
Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian dành cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho người chơi vừa xong ca với chị Lê Phương. Nếu như chọn, quý vị nhấn phím A và không chọn, nhấn phím B. Thời gian 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Một bản song ca quá là tình tứ. Mặc dù họ chưa bao giờ tập luyện với nhau, lần đầu tiên họ gặp nhau luôn. Xin chào bạn. Lần đầu tiên em xin gửi đến bạn Kim Tử Long. Anh thấy sao ạ? Anh chỉ biết là anh rất là thích giọng hát của Lê Phương. Để cho người ta nghe, người ta có hồn á. Và người ta nghe cảm giác như bài hát nó có hồn đưa vào lòng của người ta đó. Rất khó mà em với Lê Phương đã làm cho cả khán phòng này người ta vỗ tay như vậy là quá thành công rồi. Dạ. Tiếp lời của anh Long, mặc dù ca hát không phải là chuyên môn chính của chị Lê Phương, nhưng mà chúng ta không thể phủ nhận đây là một giọng hát nữ rất là đặc rất biệt. Rất là đặc biệt. Đại diện khán giả tôi nghi vấn có thật sự gặp nhau lần đầu không? Em xin thay mặt cho ekip chương trình khẳng định điều này là sự thật. Sao hòa quyện vậy? Bây giờ thì em có thể xác nhận một cái câu đó là hai người tan vỡ thì sẽ có bốn người hạnh phúc. Cặp đôi Thanh Thức và Lê Phương không còn hát với nhau hôm nay nữa. Chúng ta có hai cặp khác. Mừng quá. Này là giống như người yêu cũ có người yêu mới ha anh. Và một lần nữa thì cảm ơn sự hỗ trợ rất hết mình của diễn viên Lê Phương để giúp cho tiếng hát của Trường Hải được tỏa sáng. Và chúng ta sẽ còn chờ đợi xem kết quả bình chọn của khán giả tại trường quay dành cho Trường Hải là bao nhiêu phần trăm.
quý vị, và đó là Nhớ Nhau Hoài với màn song đấu của Tiến Vương và Thanh Tú. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Nếu như các bạn chọn tiếng hát của Thanh Tú thì nhấn phím A. Nếu chọn tiếng hát của Tiến Vương, nhấn phím B. 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Với ca khúc này, anh Long ơi, anh có chia sẻ gì không ạ? Anh nghe anh rất là thích. Bài hát này nó đã có rất rất là nhiều ca sĩ hát rồi. Và phải nói là hôm nay là Tiến Vương với lại Tú là hát rất là hay, ngọt ngào lắm. Chị Phương ơi, chị hát với Tiến Vương, rồi chị lại thích giọng hát của Thanh Tú nữa. Cho nên bây giờ nếu mà chọn thì khó lắm. Nên là nếu mà được á, thì chắc chị nghĩ cho hai bạn đều là quá muôn luôn. Phải chi có trường hợp đó xảy ra trong mỗi tập ạ. Quý vị khán giả tại trường quay đã bình chọn cho Tiến Vương và Thanh Tú là bao nhiêu? Chúng ta sẽ cùng hướng mắt về màn hình. 52% và 48%. Có nghĩa là ai nhận được 52% sẽ là giọng ca giành chiến thắng. Các bạn nghĩ là ai à? Thanh Tú. Bên đây Thanh Tú, cùng bên đây à? Và hãy cùng Khanh chờ đợi kết quả. Chúc mừng cho diễn viên Lê Phương, chị đã song ca với 9 giọng ca giành chiến thắng. Một song ca đầu tiên rất là tuyệt vời. Và bây giờ để cho quý vị khán giả tại trường quay có những phán đoán và đưa ra quyết định chính xác nhất, Khanh sẽ mời quý vị bình chọn ngay. Tất cả quý vị khán giả sẽ chỉ căn cứ vào giọng hát cũng như phần biểu diễn của người chơi. Anh Quốc Đại chỉ đóng một phần giúp cho các người chơi tỏa sáng. 10 giây của quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bình chọn bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc và chúng tôi sẽ giữ bí mật con số này. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ em chào anh ạ. Lần đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào đến các cô chú ban giám khảo, anh MC và toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình ạ. Em tên là Nguyễn Khánh Linh ạ. Năm nay em 17 tuổi và hiện tại em đang sinh sống và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Khánh Linh, một cô gái còn rất trẻ. Hôm nay anh lại gặp thêm một người cháu 17 tuổi. Anh Đại, dạ. Em có một câu hỏi cho anh. Tại vì sau khi hát xong em thấy anh hơi rơm rớm. Ừ, sao thấy khóc nè. Không biết là lý do.